đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người, Tết đến trong tim mọi người, Tết đến trong tim mọi người. Chúc mừng năm mới, tiền đầy túi, tình đầy tim. Happy New Year. Ê, cái gì mà Happy New Year ở đây? Tết Việt Nam phải nói tiếng, phải chúc bằng Tết tiếng Việt Nam. Nhưng mà mình đang ở Mỹ mà. Trời đất ơi, thì bây giờ cái chữ Happy New Year là dịch sát nghĩa tiếng Việt Nam chưa? Nhưng mà chương trình này là mình hát cho người Việt Nam, chúng mình cùng thưởng thức, phải không nè? Nhưng em là Mỹ con. Nè, trời ơi, biết bao nhiêu người ta đang coi cái chương trình của livestream của mình, ai cũng có quốc tịch rồi, người ta hiểu. Không sao đúng không quý vị, điều quan tâm chúng tôi ở đây. Bây giờ là tháng 2 là Tết Việt Nam, mình phải nói Tết thuần túy của phong tục Việt Nam của mình. Bây giờ chúng ta cùng nói chúc mừng năm mới này. Chúc mừng năm mới. Thế là gia đình chúng tôi đang là vui vẻ hòa thuận rồi. Thế thì không biết Hùng ơi, ngày hôm nay mình khoe gì nè? Thật sự là quý vị, hôm nay chúng tôi ăn Tết chung với nhau. Bởi vì mùng 1, mùng 2, mùng 3 là những cái mùng đó là mình phải dành cho ông bà, tổ tiên và gia đình. Bây giờ thì ra sao mấy cái mùng đó nó tới loài cái mền đó, thì bắt đầu mới là bạn bè. Không phải, ông bà mình hay nói là tháng riêng là tháng ăn chơi, nghĩa là mình chơi từ mùng 1 cho tới ngày 29-30 tháng 1 luôn. Chơi tham đến như vậy luôn, là chơi tới là 29-30 vẫn còn chơi. Đúng rồi, nhưng mà nãy giờ chắc mình nói chơi vậy, không biết quý vị là không biết là quý vị thấy chúng tôi không biết là chơi cái gì. Thật ra đó quý vị, hôm nay là một cái chương trình rất là đặc biệt và rất là ngẫu nhiên. Phải công nhận là cảm ơn anh Phương rất là nhiều, một cái tay keyboard mà chắc là mọi người rất là quen thuộc, đồng thời là tiếng hát của Nate Nguyễn. Mà chúng tôi có một cái clip ngắn mà chúng tôi đã từng làm qua thì gọi Nate là Khai Văn Khải. Em chào anh. Hy vọng là cái clip mà Khai Văn Khải đó sẽ trình làng quý vị rất là sớm. Và người ngồi kế bên đó là Ly An, thì chắc ai cũng biết anh rất là mê cái tiếng nói của em, tiếng hát thì không bàn cãi rồi. Em tiếng Kiều chị Chi, em nhìn vô bộ tứ đây là em biết là cái cô nàng này lớn tuổi nhất rồi, thì em cứ chăm cho người lớn tuổi trước. Kính lão đắc thọ. Kính lão đắc thọ. Đến đi ra là kính lão đắc thọ thì đến đi ra là Hùng Lê Hùng cũng phải kính anh này trước đi, nhưng mà tại vì anh Phương không có hát. Tại vì anh không có thích uống trà quý vị. Anh chỉ thích uống rượu. Anh uống rượu thôi, người càng lớn tuổi đó người ta không có uống những cái nhạt nhẽo như thế này. Người ta chỉ uống toàn là mặn mòi. Hôm nay đó quý vị, chúng tôi ăn Tết thì xin cả nhà cùng ăn Tết với Hùng và tất cả những người đang ngồi hiện diện ở đây, và đặc biệt hơn nữa là Tết với Pyramid. Một lần nữa Hùng cảm ơn Pyramid tạo cái điều kiện cho bao nhiêu người tới đây để cùng ăn Tết với mọi người trên social media nhé. Bây giờ thử gom 4 tiếng hát này với một cái tay đàn rất điêu luyện như thế này để xem chương trình của chúng tôi hát nhạc xuân nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình làm trước đi, ai hát trước? Kính lão đắc thọ. Đúng rồi, kính lão đắc thọ. Ê, thường thường đó, đi hát đó, mà ca sĩ mà hát đầu tiên nó bảo là ca sĩ thử microphone. Thì thôi, thì chị lớn tuổi thôi, chị phải làm gương. Thế thì thưa quý vị, Uyên Chi sẽ gửi tới quý vị cũng như là một lời chúc đầu năm với nhạc phẩm Cánh Thiệp Đầu Xuân. Xin mời cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Rồi cũng như là xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Xuân mới đến tô đẹp tháng năm, tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn, non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người anh lính chiến quay về gia đình tìm vui bên lửa. Chúc yên lành người người khóc chung.
gái xuân thì ước nguyện sao trong thành diệu nhân sẽ duyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa trai gái bên duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mơ, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dẫu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xưa. Nhân dịp xuân về, Uyên Chi cũng như toàn thể anh chị em xin mến chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý. Chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bên duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dẫu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xưa, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xưa, trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xưa. Cảm ơn quý vị, cảm ơn các em, cảm ơn anh Võ Đức Phương. Thì Hùng chợt nghĩ ra là hồi chiều đó thì thật sự là Hùng cũng có tâm tư như quý vị nha, nhìn tôi chân chớp vậy, thật ra tôi không có chớp quốc đâu nha. Tôi chân chớp chứ không có chớp quốc nha. Tôi cũng có mày đi nói thử có cái chớp quốc không nha. Tôi có đi chợ Tết và cố tình mua một cái mâm ngũ quả, coi như cái này không phải là ngũ quả, nó là 12 quả chứ không phải là còn 5 nữa, để mà trưng bày. Thì theo cái phong trào trên social media đó thì thường thường là Hùng thấy có nhiều bạn bỏ lên trên những hình rất là vui, thí dụ như là cầu tiền đủ tiêu. Thì tự nhiên Hùng thấy cái đó, Hùng tự nhiên cái đó, không phải là tôi tham lam, nhưng mà tôi thấy nó hơi bất lạ. Tại sao không chịu cầu tiền cho nó dư dư chứ, tại sao là cầu tiền mà nó chỉ có đủ tiêu thôi đó các bạn đó. Nếu mà như chị không biết cái này Hùng thiếu nè, chị thì chị chỉ chưng là cầu chôm đủ xài thôi à. Chôm cái gì? Tiền mà chôm. Không, mình cầu chôm đủ xài. Không, cầu chôm đủ xài thôi à. Chôm đủ xài có nghĩa là chị muốn chôm người ta để chị về chị xài, chứ còn nếu mà mình tiền mình làm ra thì mình phải cầu một cách khác, chứ tưởng liên quan cái chôm. Chỗ quý vị ơi, cái mặt Uyên Chi mà chị đi chôm. Chị chôm đủ chôm xài. Không biết Li An sao, Li An cầu sao. Em thì em sẽ chưng là cầu là trái mắng cầu ha, với cái bánh ít. Cầu ít. Cầu ít với lại một cái hưởng nhiều hả? Cầu ít bị hành. Bị hành. Ôi, tại... cầu ít bị hành. Cái này là chắc là méo mó nghề nghiệp rồi.
Ồ, vậy là con vợ chủ. Hiểu không? Con vợ chủ tiệm nail của em, cái cậu đó không có được bình thường. Trời ơi, lời nhắn gửi. Trời ơi. Cái này là khách hàng. Thay lời muốn nói rồi. Không có đâu quý vị. Đến, trời nói mà cũng phải dành nữa đó quý vị. Thật sự là như vậy nè quý vị. Tại vì tôi á là người tôi rất là thông minh, nhìn cái mặt của tôi là đã biết đây tôi rất là thông minh rồi. Là thật sự là thay lời muốn nói đây quý vị, Hùng không biết Ly An làm cho tiệm ở chỗ nào, nhưng mà làm bớt hành đó là không có ai mà mang khách lên trên đây để bớt hành hết trơn, là bớt hành là chỉ có bà chủ với ông chủ mà thôi. Không, cái này là ít bị khách hành. Nhưng mà em làm xấu lắm hả? Chứ sao bị hành? Hay là em thở đua, nhìn em nhẹ nhàng mà em cũng đua bà cố luôn hay sao mà bị hành? Lấy màu á mà lừa đó hả? Chạy tới chạy lui rồi cuối cùng không biết nó muốn màu gì nữa. Trời, cái bí quyết là cái chỗ đó khách nó không bao giờ biết cái màu gì nó chọn được hết. Cái bí quyết tại nếu mà nó biết đâu phải là khách nữa, đúng không? Trời. Thứ nhất là mình phải chuyên nghiệp lên, mình không có đi lựa màu, bắt con quỷ khách nó lấy màu luôn. Chứ bây giờ đứng lựa bao nhiêu màu rồi đưa cho bao người. Kêu là khách bà nội chứ tự nhiên con khách là quỷ. Nói thì nói cho vui vậy thôi, chứ thật ra là thời buổi này đó quý vị, trong cái tiệm nail đó rất là hiếm có người khách nào mà tới đó lựa màu hoặc là không biết màu gì, là bởi vì mình có mấy cái color charts đó. Thì mình chỉ cần đưa mấy cái color charts cho người ta tự lựa thôi, chứ thật ra là nó cũng không có hành gì lắm đâu. Trừ phi là mình cũng thuộc dạng là cũng đua rồi kiểu như làm nó không nói có được. Nói mà mình liếc liếc qua anh đây. Không, tại vì anh không phải là liếc em, mà anh nói anh sợ người ta biết á. Anh sợ người ta biết cho nên anh phải hỏi ý của em thôi. Chứ thật ra nếu mà mình không có đua, mình làm rất là được đó, được cỡ như là Hùng đồ này nọ đó, thì ai đâu mà hành. Em chỉ nói chuyện là sau cái show này chị yên tâm, anh Hùng bảo kê anh sẽ mướn chị, nếu không anh chị sẽ bay thẳng lên Chicago làm cho anh Hùng nha. Xuất khẩu chị lên Chicago. Bởi cho nên là cái mâm ngũ quả của Hùng bây giờ nó là thành là mấy chục quả rồi. Hùng cứ rinh về trái gì cũng rinh hết, để cho mọi người muốn kết nộp trái nào thì cứ tự kết nộp. Chứ bây giờ Bây giờ hỏi Nét nè. À bây giờ Nét thấy là nếu mà Nét chọn thì chọn cái gì? Em nói thiệt, nãy giờ em ngồi nãy giờ em nhìn có một cái trái mà em thích này, không thấy thì trái vú sữa. Ủa mà trái vú sữa? Món rồ thì trái vú sữa thích. Nhưng mà nó không có liên quan tới cái câu cầu gì, không lẽ cầu vú có sữa, cầu vú ăn ngon. Anh ơi, em không có cầu, em chỉ muốn ăn vú sữa thôi. Không, có một lần em thấy một cái hình ở trên Facebook là cầu bơm vú vừa đủ xài. Cái công việc đó, cái này là anh thấy trong tiệm nail á, là không phải là tôi ngồi lê đôi mắt. Thì thật sự là đổi thừa là đổi thừa dân cha bác sĩ. Chứ không phải là vấn đề mình cầu. Tại vì thí dụ như bây giờ anh có thể tưởng tượng em có làm quà chưa? À. Chỗ nhìn sao vậy Mignon? Không, anh chỉ hỏi thôi. Chứ thật ra là đầu năm đầu tháng anh chỉ ghẹo em thôi. Chứ thật ra là em là cầu đủ xài gì rồi, chứ không cần phải chứ em không cần nó như thế. Thí dụ như là mỗi người mỗi dáng, em hiểu, đừng có nhìn chị Yên Chi mà em mất công là suy nghĩ em đừng có nhìn người này mà đoán hình của mình không có đúng. Cứ miễn là nó có để mà mình xài là ok rồi, cái kích cỡ nào cũng được, miễn là đi đừng có chổng đầu là ok rồi. Hồi nãy giờ quý vị đã nghe được cái tiếng đàn của anh Phương và tiếng hát của chị Yên Chi rất là nhẹ nhàng. Khi mà Hùng ngồi đây Hùng nghe chị Yên Chi hát đó, thì Hùng mới phát hiện ra rằng là chị Yên Chi làm như là người có hai mặt đó quý vị. Lúc nói rất ào ào nhưng khi hát rất là thỏ thẻ. Thật sự là Yên Chi là từ ca sĩ chứ không phải là hài. Mà tự vì không biết tại sao, chắc cái bản chất của mình hình như nó hơi chanh chua đanh đá, nên mình mọi người chỉ nhìn Uyên Chi trên phương diện là hài thôi, chứ còn Uyên Chi xuất thân là ca sĩ đấy, chứ không phải là chị hài đâu. Bây giờ cho Hùng Lê Hùng khoe tiếng hát của Nấy Nguyễn. Đây là hình như là lần đầu tiên mà Nấy hát trên social media của Hùng. Mỗi khi thì Hùng cũng mê cái tiếng hát của anh chàng này lắm. Anh này là chuyên hát vào những nửa đêm, cái giờ của Chicago. Anh Phương anh cũng cười đây nè. Em nói thiệt, em hát giờ lên không ạ? Thật sự hát giờ lên à? Em không bao giờ em hát trước giờ lên, khỏi bắt đầu sau 12 giờ, sau 12 giờ mới hát. Thường thường là như vậy. Nó giống là con người nó có một cái mu đó cả nhà, giống như mình làm nail tự nhiên bao hồi ơi biết cái là cái mu cái mu trời ơi ông cái mốt bánh mình luôn. Trời ơi, cái tiếng Anh nó gọi là cái mốt, nhưng mà cái tiếng Phan Thiết của tôi gọi là cái mu thiệt á. Thì em cũng là Phan Thiết vậy. Thì tại vì anh cũng mưu, cái mưu, mưu kế, cái mưu, cái mưu không phải cái mốt đó tiếng Anh đó là em hả trợ
mode có nghĩa là M-O-E-D-E, nhưng mà mình nói cho nó ngắn gọn là mô thôi, là mô ấn trước thôi, còn hai chữ sau là không có cần sai. Trời ơi, đó thì kết hợp từ tiếng Việt với tiếng Anh thì thật ra đó hầu dễ sợ luôn. Mà bây giờ là chắc là cũng khoảng linh rồi đó. Hôm nay thì hát Ní định chọn cái bài gì để mà khoe cho mọi người trên đang coi cái kênh của Hùng? Thì hôm nay cái chương trình của anh chị Dung thường thường hát ballad, em hát cái giờ linh của em ngồi giống như em rên rỉ mình em. Cái chị này chứ hay gọi em là thánh rên rỉ, thật sự là như vậy. Nhưng mà hôm nay nhờ cái hát xuân đi bớt rên. Hát xuân này bữa nay không có rên, bữa nay em có rên, bữa nay em sẽ vui vẻ hơn trước ha. Cho anh Phương chọn luôn đi. Okay, anh Phương chọn bài cho Ní đi anh Phương. Mùa xuân thì bên em mùa xuân đi hả? Wow. À, bài đó hả? Ủa mà lý do tại sao mà anh kết cái bài đó? Bộ anh mê tiếng hát của Ní hát bài đó hay gì? Hay là có kỷ niệm gì của anh với con nhỏ Xuân? Nhỏ Xuân. Anh có người yêu nào tên Xuân không? Không, nhưng mà tại vì giọng của Ní mạnh và giống như một cái giọng một người ca sĩ mà lúc trước mình cũng quen là lâu rồi đó. Giọng mạnh và giống như vậy á. Wow, theo tiếng đàn và yêu cầu cái bài nhạc của anh Phương như thế nào nha quý vị nha. Nếu Ní hát khéo, quý vị hài lòng thì xin quý vị hãy share cái livestream của Hùng Lê Hùng và trong tương lai yêu cầu Hùng rủ Ní về hát tiếp tục cho mọi người cùng nghe. Hoa thắm hương mùa xuân dịu dàng, xa mây trời một màu xanh, em tươi cười và cùng anh đón xuân về. Giọt sương mai lòng lạnh thế, lòng anh bâng khuâng vai kề. Trong nắng xuân mới áo hoa rực rỡ lụ mềm, là dáng em đó hay nàn tinh ngoài thêm. Em nghe xuân lời tơ vương, em nghe anh lời yêu thương ngân ngây lòng. Mình vui lên đi em hỡi, anh yêu em trọn đời. Mùa xuân là tiếng hát em bên anh, mùa xuân đẹp những ước mơ ngày xanh. Mùa xuân hồng thắm má em hoa đào, mùa xuân là ánh mắt ai vừa trao. Tình yêu vừa trở với em tổng thể, lời yêu người nói với anh còn say mê. Cầm tay cùng bước dáng em yêu thương, bờ môi hàm tiêu hẹn nở chiếc hôn đầu tiên. Mới áo hoa rực rỡ lụa mè, là dáng em đó hay nàng tinh ngồi thề. Em nghe xuân lời tơ vương, em nghe anh lời yêu thương ngân ngân lòng. Mình vui lên đi em hỡi, anh yêu em trọn đời. Mùa xuân là tiếng hát em bên anh, mùa xuân đẹp những ước mơ ngày say. Mùa xuân non thắm má em hoa đào, mùa xuân là ánh mắt ai vừa trao. Tình yêu vừa chớm với anh tổng thể, lời yêu người nói với anh còn say mê. Cầm tay cùng bước dáng em yêu kiều, bờ môi hàm tiêu hé nở chiếc hôn đầu tiên. Mùa xuân vừa đến với anh bên em, mùa xuân đẹp những ước mơ ngày xanh. Mùa xuân hồng thắm má em hoa đào,
mùa xuân là ánh mắt ai vừa trao, tình yêu vừa trọn với em tổng thể, lời yêu vừa nói với anh còn say mê, cầm tay cùng bước dáng em miêu kiều, bờ môi hàng tiêu hé nở chiếc hôn đầu tiên, cầm tay cùng bước dáng em miêu kiều, bờ môi hàng tiêu hé nở chiếc hôn đầu tiên. Wow, 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 wow. Đó wow, quý vị, nấy của chúng tôi đó quý vị. À, địa chỉ đang sinh sống là 96-69 đường Độc Thân. Đúng nếu rồi, mà đúng ai rồi. Mà đi tò mò thì cứ tới đó để trồng cây si. Còn nếu không á, là ở đâu có Thôi Nôi Đầy Tháng hoặc là có show văn nghệ lớn nhỏ gì, cứ book nấy nha quý vị nhá. Tha hồ trả giá nha quý vị nhá. Cứ liên lạc với nấy để có thể book show. Bởi vì cái tiếng hát như thế này mà không được tỏa sáng thì cũng hơi phí, đúng không? Cái mặt sáng quá trời quá đất luôn này. Em có sửa sắc đẹp cho em? Em sửa răng rồi đúng không? Có. À, sao nụ cười em tươi thế? Em có sao em nói vậy? Phải công nhận là anh Phương yêu cái bài nhạc này của nấy là đúng lắm luôn á. Hai người chơi rơ kinh khủng. Cảm ơn anh Phương, đúng là rất là lâu. Không, thực sự cái bài này hồi đó em chỉ hát karaoke của anh Lam Trường thôi. Rất là mê. Mà không biết sao anh Phương biết em thích bài này và chọn đúng cái bài cho em á, thật sự. Hay là tại vì anh cũng hay rình tiếng hát em vào lúc nửa đêm. Ồ, để em kể cho nghe cái vấn đề vậy. Hồi đó lúc mới qua Mỹ, em ở cái apartment sát sau chợ Việt Hoa. Thật sự là anh Phương ở sát dách em về phía sau. Không biết hồi đó anh Phương có nghe em như là mẹ em hát karaoke tới 2-3 giờ sáng hay không? Anh khỏi cần trả lời, cũng nhìn cái nét mặt thôi là có thể thấy được rồi đó quý vị. Nhưng mà Liên hồi nãy á, chị thấy nói là em đua nhiều lắm hay sao? Cái móng tay em là không có một cái... màu. Tại đã đua rồi làm sao mà có thời gian để sơn cho mình. Sao tay của em không có móng giả, móng gì hết trơn vậy? Bị hành nhiều quá. Bị hành nhiều quá bay màu. Không, ít ra lại cũng hồi bác trước như chuyện chi có màu thì tay thì dài thường thượt mà không có một miếng màu nào hết trơn, xương sậu không. Nói khoe luôn, mới vừa lấy của công ty về đây này. Đây này, tha hồ lựa đây cái bản màu của quý vị, dòm rất là tươi. Cố wow. tình là có màu đỏ để cho nó được may mắn đây. Công ty Pyramid mới trình làng ra đây một cái collection mới nhất của công ty, gồm có là 144 màu. Rất là đẹp, màu sắc rất là chuẩn nha. Có những cái màu mà trong tiệm rất là thường trực để mà sử dụng. Nếu quý vị nào mà cần tìm những sản phẩm của Premix, xin quý vị cứ ghé tại các supply trên toàn nước Mỹ. Hùng xin cảm ơn công ty Premix. Nhưng ngày hôm nay thì không biết là Lian sẽ gửi tới quý vị cái dòng nhạc nào đây. Trong cái không khí mà mình đang muốn mọi người cùng vui với mình thì em nghĩ là hát em nhí nhảnh đi. Em cũng đua theo nết đi ha. Em hát một cái bài đua chút xíu. Thì thầm mùa xuân nha. Trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió đó.
trời non xanh mất mát, những hạt mưa lông lông rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Do nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên. Và em đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn. Và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt này. Để sao tự nhiên thấy yêu đời kinh khủng luôn à. Vui. Thường á, giọng hát của em là hay bị mọi người nói là nghe sao mà thấy thê lương, thấy buồn quá à. Nhưng mà cái đó là trong nhạc thôi, em diễn sâu thôi chứ thật ra là ngoài em đâu, em tươi quá trời tươi luôn. À, hết mùng một rồi cho anh có vô duyên, có bộ cuộc đời của em bị bỏ nhiều lắm, sao mà em hát những cái bài buồn nó hay dữ. Có bị bỏ nhiều không? Không, thực ra là có mối tình vắt vai nào đâu ạ. À. Ủa em khó chịu như vậy á hả? Ừ, bởi vậy khó chịu quá đâu ai dám thương đâu. Anh sẽ thấy như vậy nè em, để cho cái cuộc sống mình nó gọn ghẽ lại, em đừng có chờ người ta cua, em cua người ta đi. Đúng rồi. Miễn là có tình vác vai thôi, đúng không? Cho nên là khuyến khích là bây giờ mình cứ nên nắm nhiều bàn tay để mình cảm giác được bàn tay nào nó có luồng điện, điện mạnh hơn là mình nắm chặt vô. Rồi sau đó những cái tay nào mình không có điện thì mình cứ buông thả. À, từ từ ra. Hay là bây giờ như vậy nha quý vị nhé. Ra riêng, ra riêng, ra riêng. Bây giờ hay là như vậy nè, à, trên cái kênh social media của Hùng đó, quý vị nào mà độc thân đang coi, vô tình coi rảnh ẩm về luôn cũng được, không sao, cứ comment vô. Cứ comment vô đây và muốn thân, muốn quý vị chưa có một mối tình nào vắt vai. Đừng có nói chi tiết quá, nói gì giống như nhỏ ế vậy á. Trời ơi, nó cũng phải là giống như là người ta có yêu ra vô đàng hoàng, nhưng mà kiểu như em kén chọn, em không thích, đúng không? Ví dụ như là ủa chứ em không có hả, anh đâu có hả, em trời không có, ơi chưa yêu ai luôn hả? Thôi nãy giờ ai cũng hát rồi thì em hát đi cho nó nhà mình nó im chuyện. Thôi thì em hát. Thôi bây giờ tới phiên em hát nhá. Em á thì tại vì kiểu giống như là tánh em cũng hơi hời hợt, em ít có biết nhiều bài, nhưng mà thôi chơi bài quen quen đi. Xuân xuân thì cái gì là cái gì mà mùa xuân vừa tới cái gì đó, bài chân tình, bài chân tình, chân tình. Thôi anh chơi bài ta bỏ không mà bây giờ hát chân tình. Trời ơi, vô duyên, tôi xuống đàn bà bỏ thôi chứ đâu có xuống đàn ông bỏ. Trời ơi, bị hát chân tình. Sao nói cũng được. Sao nói cũng được. Nhìn cái mặt tôi là nó biết là chân tình rồi. Nhưng okay, mà bây giờ nè, để coi chân tình được bao nhiêu. Đúng rồi, bây giờ xin mời khán giả sẽ comment coi thử là anh này có chân tình hay không. Đúng rồi. Chân tình, anh chơi cái chân tình mà anh chơi cho nó mùi giùm em. Xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Thôi hát luôn đi. Tại lúc khi người ta hát còn cũng dành nữa thiệt á. Chị đã biết cái giọng của chị đó nó chua chát, chị hát cái giọng của trên trời vì sao mà song ca được với em mà đòi hát cái kiểu như vậy. Anh em đâu phải là em hát đâu, đâu phải là em để hát. Có chân tình cỡ nào? Hát vô rõ ràng là rất là bình thường luôn mà chị, cái giọng của chị nó trên trời. Chị ví dụ như chị
Hồi nãy là nếu chị hát thì em đâu có dành hát gì đâu, dành hát cũng dành nữa. Gia đình chúng tôi ngày đầu xuân ồn ào quá. Để chị nghe em hát chân tình, chị coi em chân tình được bao nhiêu mà mới có người ta mới nói chút xíu cái là toán lên à. Thôi tôi bỏ cái microphone xuống đi. Bỏ xuống luôn đi. Thôi, để cháu đi. Đây nè, đây để Vũ Sơn này cho cái chai nước sơn đó ngồi sơn đây. Đúng rồi, đúng bỏ cái microphone xuống. Đúng rồi, hai người sơn đi. Sơn cho chị. Bỏ xuống. Không phải cái kiểu giống như là kêu người ta diễn sâu mà hát cái kiểu đâm ban vậy á, sao người ta hát cái được. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. Và em lại nhớ nhưng giờ anh đứng chờ chồng một mình lặng lẽ ước lạnh trong mưa. Yêu tìm thấy nguyên vẹn sao đêm bão giông giữa hoàn tàn lãng quên nơi cuối đường có em đang chờ đợi. Dấu gương mặt trên vai anh em khóc hoa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như em được sống giây phút đầu tiên, có anh bằng tên những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Wow, trời anh ơi, anh chơi cái bài nhạc này hay quá. Trời sao em thấy hát hay dữ vậy trời quý vị. Hùng có hát hay quý vị. Nếu mà Hùng hát hay á là cho hôm nay xuống nha, để vài bữa tôi sẽ hát dài dài. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. Như chưa từng có giây phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh em khóc hoa, nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như em được sống giây phút đầu tiên, có anh bằng đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho anh. Như chưa từng có giây phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh em khóc hoa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên.
đầu tiên. Có em bằng đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời em không quên trăng tình dành hết cho em. Suốt cuộc đời anh không quên trăng tình dành hết cho. Chị Linh đi, chuẩn bị hát là gì á? Cho em. Wow. Thế Võ, tôi nói trời cảm ơn anh thấy em hát ok phải không anh? Cảm ơn Võ Đức Phương ha. Rồi, rồi, tuyệt vời. Nghe chân tình quá mà sao em chỉ vậy? Cảm thấy là khi mà em hát là anh Phương anh đánh rất là dễ luôn á quý vị, nó giống như nó quyện với nhau vậy đó anh. Nó rất là quyện với nhau. Dạ. Giống như hai đứa mình nhập lại thành một, nghe thấy ghê quá ha. Trời tôi giống nó quyện như hai giọt nước vậy đó. Thôi chị, hai giọt nước, hai giọt nước, hai giọt nước. Thôi hai chị mình xin lỗi cho xong chuyện đi. Đúng rồi. Nên ngồi thí dụ như ngồi sơn, ủa sơn xong bàn tay luôn hả? Trời ngỡ đúng là thợ đua thiệt. Mới hát con bài, mới hát con bài thôi ra con khách, mới hát con bài ra con khách. Đúng là thợ đua dễ sợ luôn quý vị. Quá. Nhưng mà thật ra nó như vậy nè, nếu mà muốn đua mà nó không có tai nạn đó thì thật sự là cũng phải cần những cái sản phẩm nó như thế này. Thì thật sự là cái công ty Premix đó, họ chuyên về sản xuất những sản phẩm cho những người đua và những người mới ra nghề. Nó không có giống như là những cái sản phẩm khác là họ chuyên vào những người mà làm tay nghề cao. Thí dụ như là họ làm về nail art, làm về những cái design thì những cái sản phẩm của họ chuyên về cái lĩnh vực đó. Còn công ty Premix thì họ chuyên về cho những dòng sản phẩm dễ sử dụng, cho nên là sơn đâu nằm đó. Coi kìa, mới vừa sơn rất là dễ sơn, rất là dễ sơn, đúng là nước sơn đặt đâu là nằm đó. Bây giờ đó thì mỗi người đã hát xong một bài rồi, bây giờ thì mình hát một cái bài gì mà nhóm ca đi, tứ ca đi, hay là đúng là anh chơi cái loại anh chơi cái bài nhạc nào mà cái tông á kiểu nó nửa nửa đó, trai cũng được mà gái cũng được đó anh, thì cái tông gì đó anh tự chọn, đừng có chơi cái tông đơ là được. Nhưng mà mình phải nói bài cho anh Phương. Bài gì bây giờ, bây giờ bài gì? Rồi, cuối cùng Liên lựa đi, Liên lựa bài gì nè. Rồi chơi luôn. À, bài nghe, đó bài gì anh? Nghe cái beat này là thấy muốn hát Xuân Yêu Thương rồi. Rồi, thôi, Xuân Yêu Thương. Xuân Yêu Thương. Rồi, Xuân Yêu Thương. Rồi, bài thầy theo lời yêu cầu của nhạc sĩ rồi. Thường mà em đi hát với nhạc sĩ Võ Đức Phương này, nói tôi cho gì, cho bài nào con hát bài đó. Rồi. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân. Mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tươi vời, gió xuân tươi vời. Mang say đắm cho người, xin người hãy cùng em vui xuân. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, xuân muôn hoa sắc hồng. Gió xuân đồng cháy để cho môi em ngỡ ngàng, để đến cho tình em chợt nở muôn hoa thổn thơ. Mang hạnh phúc tuyệt vời, mang hạnh phúc tuyệt vời. Nhớ nghe anh nhiều, nhớ nghe anh nhiều. Mang say đắm cho đời, ôi từng nụ hôn yêu thương. Kính thưa quý vị, chương trình anh em chúng tôi hát du xuân trong ngày đầu năm tới đây xin tạm ngưng. Xin hẹn quý vị vào dịp tới. Xin kính chúc mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, tiền đầy túi, tên đầy tim, tên đầy tim, nail đầy nhà, đặc biệt là không có khách càm ràm. Đúng rồi. Xuân đã đến bên em, xuân đã đến bên em. Giáng xuân tuyệt vời, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân.
hạnh phúc cho đời, phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời, gió xuân tuyệt vời. Mang say đắm cho người, xin người hãy cùng em vui xuân. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, xuân muôn hoa sắc hồng. Chỉ xuống gió xuân nồng cháy, cho mỗi em ngỡ ngàng. Đến cho tình em chợt ngỡ, muôn hoa hồn ơ. Mang hạnh phúc cho đời, mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nghe anh nhiều, nhớ nghe em nhiều. Nó say đắm cho đời, ôi từng nụ hôn yêu thương. Ôi từng nụ hôn yêu thương. Ôi từng nụ hôn yêu thương. Alright, wow. Chúc mừng năm mới. Mua, mua, mua. Nhớ like nha mọi người. Nhớ share và like nha quý vị. Thank you.